Hôm nay trời đang mưa anh em ạ. Tiếng mưa nó ở trên mái tôn này nó ồn. Mình sẽ làm một cái video nhanh thôi, giới thiệu với các bạn một chiếc máy cắt cỏ Nhật bãi Mitsubishi TL261, hàng Nhật bãi đã qua sử dụng các bạn nhé. Đấy, sập chớp ấy, zin nguyên bản luôn, TL261, hàng Nhật bãi zin nguyên bản, trên lốc máy có dập chữ Made in Japan nhé, sử dụng chế hòa khí One Pro, chế One Pro 2 kim chỉnh, tum rời, zin của nó, công tắc tích hợp sẵn trên tay cầm, máy móc thì rất đẹp. Đấy. Bô thì là trắng sáng, đẹp. Nói chung là tất cả mọi thứ đều zin nguyên bản. Thì mưa to rồi các bạn ơi, mưa to rồi. Riêng là có tay ga thì là mình đã thay tay ga bóp cho anh em để anh em sử dụng cho nó ngon nhá. Chấn cỏ đầu bò zin, nó bẩn bẩn anh em về chưa vệ sinh kỹ. Mưa to rồi. Mưa quá, mình xin kết thúc video đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Bạn nào có nhu cầu, cảm thấy ưng kết con máy này thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983 804 084 để đặt hàng nhé. Giá của sản phẩm và số điện thoại mình luôn ghi phần mô tả video nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mưa quá trời luôn.